Xin chào các bạn và các em nhỏ một ngày đẹp trời. Bây giờ là buổi trưa khoảng 2 giờ chiều. Buổi trưa mà 2 giờ chiều các bạn, buổi trưa của mình là 2 giờ chiều. Đó, giờ mới chuẩn bị ăn cơm trưa tại buổi sáng á, ăn sáng trễ quá, bây giờ ăn cơm trưa thì đi ra vườn á, hái ít đậu Hà Lan nha các bạn. Rồi vô xào thịt bò. Đây là khu vực anh xã đang làm cho mình nè. Đó. Anh xã đang trải cái tấm bạt chống cỏ, sau đó thì kéo những cái cây dưa leo mà lúc trước mình ươm ở dưới cái hố kia kìa lên trên này để cho mình trồng. Rồi bây giờ đi hái đậu thôi các bạn. Mấy bữa trồng ở đây các bạn, nhưng mà không có thì giờ mà xuống dưới đây để tưới luôn đó các bạn. Cho nên bữa này kéo hết tất cả những cái thùng này lên. Còn cái đến mặt đất này thì mình sẽ đào hố, mình trồng táo ở dưới này ngay các bạn. Đó, trồng táo thì lâu khỏi cần tưới nước cũng được, tại nhờ đời dưới đất á. Bây giờ mình kéo mấy cái thùng này lên ha. Đây là nguyên dãy cà chua mà bữa hôm trưa hè mình ra mình trồng vất vả này các bạn. Đó, bây giờ ra trái luôn rồi nè các bạn, nhanh chưa. Đó, cà chua trồng tốt ngất ha. Đó, một dãy được 2, 4, 6, 8 cây. 8 cây đó. Ghé tới đây là dàn đậu Hà Lan thân thương các bạn. Mấy đứa nhỏ nhà mình á, mẹ ơi mẹ muốn ăn thịt bò xào với đậu, muốn ăn tôm xào với đậu, gì cũng xào với đậu chứ. Đậu Hà Lan á, mấy đứa nó ăn nó thích lắm các bạn. Cho nên nhà các bạn nào có con nít, có người lớn hoặc người lớn tuổi đó, thì mình trồng đậu Hà Lan là mình làm gì cũng ngon hết trơn á. Bây giờ vô xào ăn thôi. Đó, xào thịt bò nha. Rồi, bây giờ hái các bạn. Quá chừng đã luôn nè. Đó, đổi cái mũ này không thấy đường. Rồi, thấy đường chưa? Gì đâu, cứ với tay là hái, với tay là hái. Cái đậu này trồng mình thấy cũng lâu tàn lắm nha, lâu tàn thiệt đó nè, cứ hái hoài thôi, mỗi lần hái là mỗi lần thèm. Ăn mình tước tước à, nó giòn lần nào hái cũng không quên ăn, ngọt lắm. Anh xã yêu dấu của mình đang dời tất cả các thùng cây giống theo ý của mình đó. Lúc trồng thì chỗ khác, mà lúc cây lớn lên đó, lại muốn trồng chỗ khác, lại dời tiếp. Thôi, đi hái đậu nha. Trời ơi, trái đậu thấy mê không các bạn. Trồng có mấy gốc đậu công nhận lợi thiệt chứ. Hái 9 lần, 10 lần rồi vẫn còn hái. Đậu tím nè. Xào đậu tím thì nó ít. Cái lúc mình xào á, mấy đứa con mình nó dành. Nó nói má ơi, cái đậu tím của con đó, con thích ăn cái đậu tím, cái lựa đậu tím ăn, nó ngon thiệt á. Đợt sau mình sẽ trồng nguyên một dãy đậu tím luôn ha. Đó, ai nói trồng đậu Hà Lan mau tàn, mình thấy trồng sao mà nó lâu tàn quá, nó cứ ra trái hoài. À, chị ơi, chị hái sao thấy đau cây đậu quá vậy? Mình thấy đau tay mình thì có các bạn, cây đậu này nó dai lắm, không dễ gì đau đâu. Đau tay mình này, mình hái là tét tay luôn rồi, các bạn thấy không? Đó, nó cứa cái tay mình nó nứt luôn á. Nó bén lắm, nó dai, tại cái da mình mỏng á, mình chịu không được. Đó, còn ra một số trái mới nữa nè. Do mấy đứa nhỏ nó thích cái vị ngọt của cái đậu này quá, cho nên mình giờ mình trồng cả vườn luôn cho con mình nó ăn. Cái gì chứ ở trong gia đình mà mình không biết. Mỗi lần mình lười biếng nha, mình không có chịu nấu nướng. Ví dụ như mình mệt đi, cái tự nhiên cái con mình nó nói mẹ ơi con thích ăn này, rồi mẹ ơi con thích ăn cái kia, cái tự nhiên cơn lười biếng của mình nó tan mất các bạn. Đó, mẹ ơi mẹ à con muốn ăn, đó là mẹ trỗi dậy mẹ làm, mẹ không có cảm thấy là còn lười biếng nữa. Mà không có ai đòi gì á, không ai đòi ăn gì, cái là mình trở thành lười biếng. Mà có người trong gia đình mình muốn ăn này kia là tự nhiên có người mà nó bật dậy mà nó siêng năng một cách là đột xuất, mà không cần sản xuất.
cái độ xiên nó cũng đột xuất xiên ha. Wow, cái trái nó mập. Trồng đậu này đi bán nữa các bạn ơi. Nè, trái mập ú à. Đó, giật thì nó muốn gãy cây. Mà mình cắt như thế này thì nó tét tay, nó đau tay. Giờ anh xã của mình ảnh quay cho mình để mình cắt cho nhanh các bạn. Đó, hứng rổi cho cắt. Wow, đã chưa? Này. Đó, nguyên châm này. Anh thấy hứng cái rổ nó còn lâu à. Rồi, để cái rổ xuống. Rồi, mình cắt bằng tay. Trái đau quá các bạn. Sẵn cắt luôn cái ngọn luôn ha, để cho nó nứt ra, nó nứt ra mấy cái trái mới. Chứ nó cao quá mình hái không được. Cái ngọn nó ăn ngon lắm các bạn ơi. Em phải chạy ra em hái nè. Nhỏ lớn gì cũng đòi ăn đậu Hà Lan chứ chừng. Cái mẹ ơi, cho ăn cái đậu gì mà nó ngọt ngọt lan lan đó mẹ. Nên đậu Hà Lan chứ đậu gì mà ngọt ngọt lan lan. Còn mà anh thấy trái nào không? Hết rồi hả? Đây này, đây nè, bới qua bên kia. Đây nè, cái này ngon. Theo phía trước nhiều lắm á. Hết rồi hả? Quá trời nè, anh nhìn mấy bữa phim anh. Đó, các bạn xem nè. Nó làm sao bây giờ trái nhiều quá nè. Nó nặng á các bạn. Nó nặng nó ngã nè ha. Đậu ngọt ngọt lan lan. Trời. Đậu này xuất xứ từ đâu á các bạn ha? Sao người ta đặt là đậu Hà Lan, có phải từ nước Hà Lan không? Đây. Ở dưới gốc còn mình. Hết rồi ha. Qua bên kia ha. Nhìn thấy Văn á, ra nó hái kỹ lắm mà nè. Văn á, nó mắt nó thấy rõ. Nó nhìn sao mà nó, mình nói hết rồi mà nó vẫn đứng nó hái được nhiều lắm. Bữa hôm bé Văn á, mình ra ngoài hái đậu nè các bạn. Con gái mình mắt nó rõ. Nhìn nó biết thấy đậu đâu. Quá trình đã nè. Đây nữa nè. Tuyệt vời. Chỉ có dùng kéo mới nhanh thôi, hái mình tay đau quá. Mình hái mình đau quá chừng mà các bạn cứ sợ mà đau cây đậu. Mình tuổi mình cây chu cho mình hái đau quá cái tay. Mà các bạn cứ kêu chị ơi, chị hái em sợ đau cây đậu. Trong lúc đó mình bị chảy máu tay luôn. Chị ơi, trời ơi nè, đã chứ nè. Rồi đi qua bên này hái. Qua phía trước á. Ngon không? Đây. Hấn cái rổ vô cắt nhìn đẹp quá hả? Đó, như vậy là có một phần ăn cho gia đình rồi đó. Ở phía trước nữa nè. Đậu tím. Trồng đậu tím ít quá ha. Đậu tím là trái nó ra ít hơn đậu xanh. Cái số lượng trái của nó kém hơn mà nó ngon hơn. Thích quá các bạn ơi. Năm này tự nhiên mình trồng cái gì mình cũng thích hết trơn á. Nhiều bạn nói chị ơi, chị đẻ xong rồi sao thông không có thấy bụng chị bự bự lắm đó nha các bạn. Tại mình mặc cái áo ngực á, nó cao lên cái nó lút cái bụng chứ không thôi là không mặc áo ngực thấy cái bụng nó bự lắm. Còn nữa mà. Ta trả trên này nè. Hái phần tay vẫn thích nhưng mà nó đau tay quá. Nè, cả rổ nè các bạn. Đã chưa? Lâu lâu đổi cảnh cho nó đẹp. Cảnh đậu Hà Lan. Bên anh chồng hoàng tử già và cô gái già.
thích quá. Ở trên ngọn cũng ra trái bự nữa. Đó. Anh sẽ nhìn nó khó thấy mà nhìn kỹ mới thấy là thấy chưa? Đã chưa? Không. Thế nó cùng với lá. À, nó cùng lá đó. Cho nên phải trồng cái màu đậu khác cho em mới thấy đường. Nó cùng với màu lá. Ngọt chưa? Wow, không ngờ năm này mình trồng trúng mùa dễ sợ chứ các bạn. Hái vậy nhanh các bạn ha. Các bạn nói chị ơi, chị lấy hái nhanh đi, chị hái nhanh đi. Dùng kéo nó nhanh dễ sợ chứ. Dưới 3 bông trái vậy. 3 bông trái luôn hả? Để này. Cắt, 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 cắt. Ồ, nó đã. Còn nữa mắt. Còn nữa không? Trong kia có mấy hai trái vậy. Ồ, sao mắt anh rõ vậy? Nè. Rồi, đã xong rồi ha. Còn nữa. Dùng con mắt rồi thôi. Hái là thiệt tình luôn. Không còn cái gì hết. Hết sạch rồi ha. Chắc chuẩn bị trồng lứa mới rồi đó các bạn. Hết rồi. Ồ, con. Ồ, bên này còn hai trái bự này. Hả? Nè. Không ra nữa à? Ừ. Không ra nữa hả? Chắc mình nghĩ 4 phân vô ra nữa chứ. Nó chưa già mà nó còn trẻ. Già là cái cây nó vàng, còn ra bông nè. Dứt rồi. Đây cái tay em còn kìa. Đây hả? Ừ. Rồi, được rồi đó các bạn, được một rổ cho chồng con ăn là sướng chưa? Hết rồi đó anh. Còn nữa không? Còn nữa cũng không hái đâu. Không hái cũng hái. Đi. Còn nữa cũng không hái đâu. Nói vậy để cho nó lộ ra trái nữa để mình hái. Hết rồi hả anh? Ồ, đây. Ồ, đây nè. Bên kia nữa đây. Ở đây thì trái mập nè anh. Ú, cái trái này mà nó già già, mình lấy cái hộp hấp cơm ăn ngon lắm. Nè, cái hộp. Ngon. Wow. Rồi, được rồi đó. Còn nữa cũng hái. Rồi, đi vô nhà xào miếng đậu Hà Lan cho mấy đứa ăn rồi chiều rồi lại ra thu hoạch tiếp. Tạm biệt các bạn. Hẹn chút nữa ra vườn tiếp á. Đó. Một rổ đậu Hà Lan xanh mướt mà ngọt, ngọt ngay. Đó, đi ngang qua cây nho chuỗi ngọc các bạn. Ô cha, nó triểu trái nè. Đó, đó, đó. Nhìn nó triểu, thèm quá, thèm quá. Wow, thèm thiệt á nha các bạn. Thấy nó là quay liền, chứ mấy ngày nó ra mấy ngày là tàn à. Đó, cây cối trong vườn bây giờ phát triển thấy thương. Vô đây là thèm. Kiếm cho mang, đây. Ngon quá. Quý vị, nó hơi giống cái trái dâu da Việt Nam á. Trái dâu mà dâu da nha. Da là tức là nó có da để lột á. Ngon dữ. Ngon mà mất nghẹn luôn á. Ngon nhiều quá, tấp vô trong cuốn họng mà mình nuốt không kịp á, nghẹn ngon. Nghẹn cái gì chứ, nghẹn nhà, nghẹn dở mà không thích chứ nghẹn ngon là mình thích nha. Quá xuất sắc. Đã quá. Ăn trái màu trắng đây. Nho chuỗi ngọc màu trắng. Ăn chùm trắng nha. Cứ khát nước ra đây. Ghé nho chuỗi ngọc ăn vài chùm cái hết khác liền. Trái thấy cưng thôi.
đi hay đậu mà nhiều chuyện bên cây nho chuỗi ngọt, ăn vài trái ngon quá các bạn. Rồi đi vô xào nấu cho mấy đứa nhỏ ăn đây. Tứ thế con. Bây giờ vô nhà nè các bạn, phải ngồi tứ, tứ cái dây đậu này ra rồi mới xào được. Đó, mấy đứa con gái mà nó phụ tứ đâu, Văn tứ, tứ thử cho mẹ coi. Được mớ về cũng hơn ký các bạn. Con gái mình là tứ, cầm cho mẹ mẹ tứ thử. Trái này ngon quá. Trộn trái này ra. Rồi cầm vậy nè, tứ. Rồi cầm bên này tứ một cái nữa. Ở đây tứ ăn. Làm cho sạch đi cái sơ này đi, cái mình đi đi xào. Cái này chắc không có sơ đâu, có luôn. Xào đậu đây các bạn ơi. Đó, xào đậu ở ngoài trời. Bây giờ bếp nóng lên, đổ dầu ăn vô. Nóng chưa? Bỏ hành vô. Chưa nóng lắm. Đây, thịt bò mình ướp sẵn rồi các bạn ơi. Đây, bếp bên này đây. Đang sôi sùng sục. Hành tím, tỏi, hành lá gốc nha. Rồi, thơm thơm rồi đó ha. Rồi, đổ thịt bò vô. Mấy đứa nhỏ nó thích ăn thịt nhiều, mình nấu thịt nhiều. Mua tảng thịt cắt nấu hết luôn. Đó, ướp thịt bò với nước mắm rồi bột nêm, chút xíu dầu hào. Đó, hành tỏi gì đó, ướp gia vị căn bản của nấu căn bản vậy thôi. Xong rồi xào một cách là xào nó thơm lên cái là đổ đậu vô, xào qua xào lại cái là được ăn thôi, rất là nhanh. Đi ra ngoài nấu thích các bạn. Đó. Eden ơi, Eden ơi, em phá đậu hả? Phải em phá không? Em bưng rổ đậu cho mẹ đi. Em phá quá, em phá hả? Em đợi đậu em ăn em thèm phải không? Đó, ba bầu em ra chơi đó. Eden nè, Eden chào ông bà cô chú đi. À, Eden. À. À. Cất mũi chùm lum kìa. À đi. Thơm, Eden nghe mẹ nấu ăn thơm quá, chảy nước miếng. Mẹ đây, mẹ đang nấu ăn đây. Đó, xào này, đó. Nấu ăn giữa vườn thần tiên nha các bạn. Hả? Xào, xào, xào. Xào ngược đời kiểu này đây. Rồi, đều đã ha, đổ đậu vô. Chín chưa? Còn hồi xưa là mình nấu là mình xào tái tái, rồi mình đổ đậu vô cái mình xào cái thịt bò nó vừa chín tới là xong. Còn bây giờ thì con mình cũng còn nhỏ đó, nó thích ăn đồ chín, mình xào cho thịt chín. Giờ em phá nữa rồi, em lại phá nữa rồi. Thôi để mẹ đổ đậu vô nha. Em thích đậu á, em thích vườn nữa. Mẹ đổ đậu vô. Cái bếp nó nóng quá các bạn. Rồi, đậu vô nồi rồi. Ngon chưa, hấp dẫn chưa? Trộn trộn cái xong, thịt thì mình ướp vừa ăn rồi các bạn ơi. Mình nấu xong là ăn luôn á, khỏi phải nêm lại luôn á. Tại tay mình phải cầm mấy cái kim á. Chứ có hai tay thì mình lấy hai cái cây que này mình trộn á. Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi, nó thơm. Đậu tươi, thịt bò thơm. Đói bụng không Eden? Eden của mẹ đói bụng không? Eden ơi, em đói bụng không? Chảy nước miếng luôn.
Đó, ở dưới vườn thần tiên đó, xung quanh nè. Rồi, mấy tháng trời rồi giờ mới ra trời nấu á. Rồi đậu này bỏ vô một cái xào lăn là xong rồi đó, đem ra ăn giòn giòn. Thông cảm nha các bạn, đang cầm mấy bao phim á, nó nóng vậy chứ. Trộn nó hơi khó nữa. Rồi sau mua cái chảo bự bự tí. Chảo này đã bự rồi đó, tại mình xào nhiều quá thôi. Rồi, đã xong món đậu Hà Lan các bạn. Thơm ngon cực kỳ. Wow, hấp dẫn hấp dẫn nha. Nhớ trồng đậu Hà Lan xào cho gia đình ăn nha. Rồi xong rồi đó. Rồi ăn thôi. Rồi, tắt bếp. Đem vô nhà. Hấp dẫn không các bạn? Mời các bạn cùng ăn đậu Hà Lan xào thịt bò. Mùa hè nóng. Hôm nay đó các bạn, sáng sớm ra vườn làm vườn, ngay trưa trưa vô cái mình làm khổ qua xào với trứng đó, thơm phức luôn. Cánh gà chiên nước mắm đó, hấp dẫn nha. Kế bên là cá hồi sốt tỏi đó, rồi ăn thôi, như vậy là ngon rồi đó các bạn. Món Việt mà đó, ở Mỹ là những cái món mà của người Việt mình á, nó quý vô cùng luôn á. Ngày nào mà có những cái thức ăn mà ngon á là mình thích lắm. Như mấy cái thức ăn gần gũi Việt Nam, khổ qua xào trứng rồi cá rồi đó, mình ăn cảm thấy ngon. Dọn cơm ra ăn thôi các bạn ơi. Đó các bạn, ở Mỹ mà làm vườn cực nhọc vô cái mình có được món ăn, mình bỏ ra khoảng 1 tiếng rưỡi mình nấu nướng cái xong hết trơn. Bắt đầu mấy cho con, mấy mẹ con bu lại ăn là xong. Dọn cơm ra ăn con. Đó, tráng miệng với trái cây, dưa hấu mới mua Costco về, đỏ ít hột ha. Rồi quýt, vậy thôi đó là xong bữa cơm gia đình. Ha ha. Những thức ăn như thế này là ở Mỹ là ngon lắm rồi đó các bạn. Có thời gian mà để nấu là coi như super thích thú ha. Rồi bây giờ vô ngồi ăn thôi. Làm vườn vô có được bữa ăn ngon, thích quá các bạn. Mê nhất là món cá sốt tỏi nè. Gà chiên nước mắm thì mình đã ăn nhiều trong video rồi. Món này là món mới của mình, ăn ngon cực kỳ luôn. Đó các bạn biết sao ăn dĩa giấy không? Làm vườn quá rồi không có giờ để rửa chén luôn á, ăn dĩa giấy cho nó bớt phải vất vả. Đó, ăn xong rồi bỏ luôn. Lấy cho mẹ đưa đũa con, đưa đũa gắp. Đó, mẹ đi nhỏ mỗi đứa bới dĩa dĩa. Mình cũng bới dĩa ăn lẹ rồi lấy sữa cho con bú. Mê cánh gà. Ây chà. Cánh gà chiên nước mắm giòn giòn thơm ngon. Cá sốt tỏi. Ha ha. Khổ qua xào trứng. Cái này ngon lắm nè. Khổ qua xào trứng này. Đó, con mình cái nào nó cũng biết ăn. À. Đây, bé Vân ngồi ăn. Hai đi con. Hai. Nói chào, chào ông bà. À, chào, ông... chào các... Chào các bạn. À, chào các bạn. Chào ông bà, cô chú, các bạn. Con chào ông bà, cô chú. Chào ông bà, cô chú. Các bạn. Các bạn. Từ sáng giờ mình mới ra ngoài tưới sơ mấy cây thôi, mình chưa có làm gì nhiều cái vườn. Tới chiều chiều mát á mình mới trồng. Khổ qua xào trứng ngon quá. Cánh gà chiên nước mắm này phải ăn bằng tay mới ngon. Chiên cả buổi rồi mà còn giòn rụm. Mình ăn nhanh xong rồi mình lo mình ăn trước.
Xong rồi các bạn nói mình dành ăn của chồng con mà, mình ăn nhanh để gì? Ăn nhanh để lo cho em bé bú. Mình đã nấu ăn nấu uống cả 2 tiếng rồi, mình lo mình ăn nhanh nhanh để lấy sữa cho em bú. Lúc mình đứng mình nấu ăn là sữa nó ra, người mình nó không có đủ sức, nó chóng mặt. Cho nên mình ăn cái gì mình cũng phải bây giờ cũng là tranh thủ ăn. Mình ăn có lẽ đó, mình dành ăn hết của chồng con. Mình nghe mình cũng mắc cười, cũng vui, thôi kệ. Đồ ăn còn đó mình làm sao mình ăn hết được. Là người ăn trước người ăn sau, tranh thủ ăn để trông em bé. Mình còn làm nhiều việc lắm, chứ không có phải đơn giản chỉ nấu đồ ăn không. Phụ nữ làm việc kiếm tiền, rất là nhiều việc trên online để làm. Ngon các bạn. Cắn miếng dưa hấu các bạn, nguyên cả mùa hè. Năm trước mình có bầu, mình nói có bầu ăn dưa hấu bị đau bụng. Cái mình không tin, mình cũng ăn thử đau bụng thiệt các bạn. Thế là mình ngưng không dám ăn. Tới giờ sanh xong rồi, em bé lớn à. Mùa trái dưa hấu về ăn ngon. À, các bạn nói bây giờ chị làm gì, công việc gì trong nhà, cái nấu ăn nấu uống gì đó, có gì quay đó, quay chút chút cũng được, chia sẻ cho vui. Dưa hấu organic, trái nhỏ cắt nửa trái rồi còn nửa trái nè, ăn ngon, nó thơm. Còn cái loại dưa mà bự á nó rẻ hơn, mà ăn nó ngọt thôi chứ nó không thơm. Mà cái này vừa ngọt mà vừa thơm, vừa mát lạnh mà vừa giòn giòn, vừa mặn mặn chua chua nữa. Các bạn để ý trái cây cái lưỡi mình rất là nhạy, mà để ý nó có chút xíu mặn. Thức ăn nào nó cũng có muối ở trong đó. Mình nói là các bạn cứ nói bà này bà khùng, mà các bạn để ý thì thấy có chút xíu á. Lúc nào mình nói thiệt thì không bị chửi, nhưng mà không chửi thì buồn, chửi thì vui. Lúc nào cái video nào mà các bạn chửi nó nhiều view lắm, tại đông người vô chửi theo nó nhiều view. Cảm ơn các bạn nha. Thôi đi ra vườn làm vườn tiếp đây, còn nhiều món chưa ăn nữa đó. Chào các bạn. Các bạn hỏi là hồi xưa anh chị có hình hồi trẻ không? Đây nè, ông xã mình hồi trẻ nè. Đó, lúc đó ổng nhiều tuổi ta? Ổng 19 tuổi hay sao đó. Tốt nghiệp lớp 12. Còn mình này, lúc này là mình bao nhiêu ta? Cái này là mình 21 tuổi nè các bạn. Đó, 21 tuổi. Cái ảnh tốt nghiệp cái này, cái hình này là mấy năm rồi. Xong rồi lúc mình 21 tuổi cái ảnh gặp mình. Hay, ảnh hỏi mình có hình không, cái mình đi ra tiệm á. Xong người ta trang điểm, người ta cài vô cái bông lan, cái người ta chụp hình cho mình nè các bạn. Đó, hồi xưa đó, ốm nhôm nhách như cây sào, người ta biểu đứng sao đó, đứng vậy đó, chụp xong rồi gửi qua cái anh xã. Anh xã anh thấy anh mê quá, cái anh chạy về. Đây, đây là cái lúc anh chạy về đây. Đây. Đây là cái lúc anh chạy về là tới 4 năm sau hả? Đúng rồi, cái hình này là năm 21 tuổi anh có về thăm một lần. Sau lại cái hình này là 24 tuổi, là lúc đó mình tốt nghiệp, mình ra trường, mình đi làm ở văn phòng, mình đã làm kế toán rồi. Lúc này là anh mới về. Lúc này là anh 26 tuổi. À, còn mình là 24 tuổi đó, cỡ đó đó, anh lớn mình 2 tuổi cỡ đó. Đó, lúc này về cái sau đó thì sẽ đám hỏi. Cái này đám hỏi rồi.
Đúng rồi, cái này đám hỏi xong rồi cái bắt đầu cái ảnh đi. Ảnh đi qua Mỹ, đây là hành lý ảnh đi qua Mỹ, mình tiễn ảnh đi qua Mỹ nè. Đó. Đây là mình gần 24 tuổi, còn cái này là ảnh 26 tuổi. Các bạn hỏi ngày xưa mình có hình không á. Rồi còn có những video nữa. Thì quay sơ sơ cho các bạn xem á. Hình ngày xưa đó. Hồi xưa mình ốm lắm. Ốm nhôm nhách à. À, vậy thôi đó. Còn nhiều hình lắm. Bữa nào mình rảnh mình quay cho các bạn xem. Nhiều ảnh hồi trẻ này. Cái này mới có 19 tuổi đó, 18, 19 tuổi gì. Rồi cái này là về đám hỏi rồi nè. Tiễn đi xong rồi khoảng 3 tháng sau ảnh về. Xong rồi về mới đám cưới. Đám cưới sau ảnh đợi. Ảnh ở đó ảnh đợi mình 6 tháng. Ở Việt Nam á, ảnh đợi mình 6 tháng luôn. Là đợi tới ngày đi luôn đó. Ngày đi qua Mỹ được luôn á. Lúc mà đám hỏi xong là ảnh về làm giấy tờ luôn. Giấy tờ là làm đính hôn đó. Sau khi mà ảnh bay qua là cái này là tháng mấy nè hả? Bay tháng mấy đó mà 3-4 tháng gì ảnh trở lại về là làm đám cưới. Đám cưới ảnh ở thêm 6 tháng nữa là cộng với cái này 4-6 là nhiều 10 tháng. Làm mà giấy tờ đúng 10 tháng là được qua Mỹ. Lúc qua Mỹ là năm 2007. Năm 2007 hay qua Mỹ mang theo cái bụng bầu 4 tháng rưỡi à. Mang baby theo. Đem qua Mỹ đẻ luôn. Đó. Còn có hình đám cưới rồi có video đám cưới luôn á. Để bữa nào mình edit video rồi mình sẽ làm cho các bạn xem video đám cưới. Hồi xưa quay ở trong cái đĩa đó,